Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể chị em các câu lạc bộ đã đến dự chương trình ra mắt câu lạc bộ chống hội Thăng Long và câu lạc bộ phụ nữ Thanh Địch phường Võ Cường ngày hôm nay. Hòa trong bầu không khí tưng bừng đón xuân Tân Sửu 2021, tôi thay mặt cho ban tổ chức xin chúc tới các vị đại biểu và toàn thể chị em mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống, hạnh phúc gia đình. Chúc buổi ra mắt thành công rực rỡ. Kính thưa tất cả mọi người, sở dĩ chúng tôi cho ngày đầu tháng, đầu năm Tân Sửu, ngày mùng 1 tháng 1 2021 để ra mắt vì đây là một tiếng trống âm vang thể hiện sự đoàn kết cộng đồng, sự phát triển của trí tuệ mọi tầng lớp nhân dân được nâng cao về thể chất và tinh thần, quy tụ mọi lứa tuổi tham gia vào các phong trào xây dựng làng xóm văn minh. Thay mặt cho câu lạc bộ, tôi xin mời các đồng chí lãnh đạo vì các đại biểu cùng toàn thể chị em thưởng thức màn chống hội Thăng Long được thể hiện tại nhà văn hóa khu Bồ Sơn. Xin được chương trình xin được bắt đầu. Chống là hiệu lệnh khai trương. Chống là tiếng gọi vua hùng mở mang. Chống sinh ra nước văn lang. Chống Bà Trưng Bà Triệu âm vang diệt thù. Chống Bồ Sơn quê ta âm vang ngày hội. Chống tưng bừng vang khắp muôn nơi. Chống hiệu lệnh 4.000 năm dựng nước. Muôn lớp cháu con luôn tiếp bước ông cha. Xứng danh dòng máu Lạc Hồng. Bắc Nam một dải non sông vẹn toàn. Lịch sử Việt Nam 4.000 năm dựng nước. Lớp lớp cháu con luôn tiếp bước cha ông. Xứng danh dòng máu Lạc Hồng. Bắc Nam một dải non sông vẹn toàn. Nào con cháu Lạc Hồng hãy nổi trống lên. Dòng máu Lạc Hồng